Xin chào các bạn. Buổi chiều hôm nay thì bác sĩ tiếp tục đốt ca thứ hai cho một cô 62 tuổi. Cô này thì cô có một cái nang tuyến giáp rất là to, gây rất là khó chịu và chèn ép làm cho cô ấy nuốt rất là vướng, ăn uống thì nuốt vướng, nằm thì khó thở. Cô cũng muốn xử lý thì để điều trị cái nang tuyến giáp này thì cũng có một vài cái biện pháp. Cái thứ nhất là mình có thể chọc hút và tiêm sơ, tức là ngày xưa thì bác sĩ sẽ lựa chọn phương án là tiêm, tức là chọc hút cái khối nang này, cái nang này, và tiêm sơ để cho những cái vỏ nang nó chết đi và có một cái chất gọi là chất chống viêm, chất chống viêm đấy, để cho nó gây cái sơ hóa cho cái nang này, và cái nang này nó không bị viêm, nó không xuất tiết dịch nữa. Thế nhưng mà cái kỹ thuật này nó có một cái nhược điểm, đó là làm nó khá là đau. Có những người bị cái cồn tuyệt đối nó vào nó làm cho bệnh nhân đau khủng khiếp, và có những người còn có thể bị ngất tại chỗ luôn. Và hai, phải thực hiện rất là nhiều lần và cũng rất là khó hết. Em bàn đạp đặt đúng ở chân này. Sáng nay thì bác sĩ cũng có mổ cho một bệnh nhân là bị ung thư tuyến giáp, nhưng cái bệnh nhân này thì khối ung thư nó cũng nhỏ thôi. Nhưng bệnh nhân này thì trước đây người ta cũng bị một cái nang tuyến giáp và đã được đốt, đã được chọc hút và tiêm sơ ở bệnh viện, một cái bệnh viện ở trung ương ở trên Hà Nội, nhưng đốt khoảng 2-3 năm nhưng mà cũng chả hết. Tức là lúc đầu là cô chị đốt, chị này quê ở Từ Sơn, Bắc Ninh, thì chị này chị đã những cái tháng đầu ấy, thì mỗi tuần chị lên bệnh viện trên tuyến trung ương một lần. Tí nữa thì mình nói lên tên cái viện đấy. Thế thì, nhưng mà không hết đấy, sau đó thì cái u đấy nó vẫn còn. Mà gần đây thì chị có phát hiện ra một cái u ở thủy phải tuyến giáp. Trước là cái nang thủy trái điều trị cũng không hết, bây giờ thì cái một cái u thủy phải thì lại bị ung thư. Thì bạn có chị có đến gặp mình và nhờ mình mổ, thì sáng nay mình đã mổ xong rồi đấy. Và mình nói nốt những cái trường hợp là cái nhược điểm của cái chọc hút ấy, nó là phải chọc hút rất là nhiều lần, và thời gian đầu nó có mỗi tuần là các bạn đi chọc hút một buổi, và mỗi lần như thế thì nó cũng khá là tốn kém, bởi vì là mỗi lần làm như thế thì bệnh nhân sẽ mất khoảng 2 triệu cả tiền công thủ thuật cũng như là tiền thuốc bệnh nhân phải uống. Nhưng mà đốt nhiều, đốt cả chục lần thì đương nhiên là cái số tiền đó, lúc đầu thì nghĩ nó nhỏ nhưng sau đó thì nó cũng sẽ rất là lớn, và cái hiệu quả thì nó không có. Còn hiện nay thì cái với những trường hợp nang tuyến giáp như này thì bác sĩ nhà mình sẽ hút ra và đốt sóng bao tuần. Thì đây là cái biện pháp nó sẽ gây điều trị cho cô sẽ là triệt để. Bây giờ mình hãy cho các bạn xem cái nang của cô ấy. Cô không phải sợ nha. Chú kia chú đốt rồi mà chú có làm sao đâu. Cô này thì cô có vẻ hơi nhát đấy. Đây cái nang của cô rất là to đây này. Đây cái nang rất là to. Và đương nhiên là có một số cái nhân nhỏ nữa. Thì tí bác sĩ nhà mình sẽ đốt, tìm mà đốt cho cô ấy. Để các bạn có thể xem. Bây giờ thì bác sĩ mình đã hút hết cái nang ra rồi, và bây giờ mình sẽ cho bạn xem là đốt cái phần còn lại, tức là cái vỏ nang. Vậy thì đây là cái mà bác sĩ mình đang đốt. Đây, cái phần dịch còn lại đây, kích thước nó trên cái siêu âm thì các bạn sẽ thấy nó rất là lớn. Cái nang này cũng khá là sát với cả động mạch cảnh đấy nhỉ.
nóng này cố gắng mới được rồi, hơi sát động mạch cảnh. Sự nhiệt nóng quá. Cái này hút đi hút lại nó lại giải thoát. Đúng rồi. Cũng có những người hút thì hiệu quả đấy. Mình thấy nó cũng có. Cái năng keo. Từ trước là cũng có thời bọn là nang thật và nang giả, tức là giả nang. Nhưng mà thực ra thì để trên siêu âm mà phát hiện ra cái đấy thì cũng không phải là dễ đâu, đúng không? Đấy, và hai là cũng không phải là lúc nào đốt nó cũng hút nó cũng hết được. Đốt thế này thì nó sẽ hết. Cái kỹ thuật này thì nếu về giá thành ấy thì nó chỉ đắt hơn so với cả mổ mở thôi. Tức là phẫu thuật mà rạch ở cổ ấy, có một cái vết rạch ở cổ thì nó cái này nó rẻ hơn, chứ nếu mà mình mà mổ nội soi thì chắc chắn là nội soi nó cũng sẽ đắt hơn đấy. Chị Thoan có đang xem live stream của em không ạ? Chị Thoan bảo lên khám này cũng không thể lên nhờ. Chắc mưa gió quá. Chào bạn Hà nhá. Thực sự là mình là một người rất là thích làm việc. Làm được những cái việc này cho người bệnh là cảm thấy rất là vui. Cũng có nhiều người bảo là bác sĩ mà làm nhiều thế thì tiền đâu cho hết. Nhưng mà nói thật với cả mọi người, đúng là bác sĩ cũng chả tiêu đến nổi 100-200 nghìn một ngày, cũng chả biết tiền đi đâu hết, cũng không để ý luôn. Nhiều khi nhân viên nhà mình cũng bảo là anh chả để ý gì cả. Thực ra là mình làm mục đích không phải kiếm tiền, nói thì nghe vẻ nó văn hoa văn vở, nhưng thật sự nghe nó rất là giả tạo, nhưng mà đúng thực sự là thế. Mình chưa bao giờ mình làm việc gì mà mình nghĩ đến tiền cả. Tôi lao động đi, không bao giờ mình sợ thiệt thòi gì cả. Có những người cả đời không biết được cái gì để hạnh phúc, cái gì để làm cho mình vui. À, như thế là thất bại rồi. Đúng, mình chỉ tập trung chuyên môn thôi ạ. Mọi thứ là xã hội người ta phân công rồi, phúc chủ lộc thầy. Nó sẽ hơi khó chịu một chút, nó đang đốt ở rìa bao. Cô ơi, nhẹ nhàng chán cô ạ. Mổ đau lắm. Nói thế thôi chứ mổ phải... Mổ xong rồi dùng cả gói giảm đau thứ nữa cơ. Mổ cho các cô thì nhẹ như lông hồng. Mấy cái ca này thì dễ không. Chào bạn Trang Khan thì nổi tiếng quá rồi. Tốt nhất là Trang thì không nên bị khản tiếng.
Nếu bạn là tên Trang thì không nên bị khản tiếng. Xong rồi. Bạn Trang Trần có bị khàn tiếng không ạ? Mình sợ nhất những bạn Trang nào bị khàn tiếng là sợ lắm. Anh đang Hải Dương. Hay thành hot trend lắm rồi. Nó tập trung, không được nói chuyện, không chủ quan, không nói chuyện. Trang em có phải ở Hải Dương không? Nếu em ở Hải Dương thì ngọng là một đặc sản, không vấn đề gì cả. Chuẩn Hải Dương. Thế nói ngọng là đặc sản rồi. Đi đâu người ta cũng nhớ đến mình, lo gì mà. Mình thì mình rất thích những cái người bệnh hoặc là những cái bạn đã từng có trải nghiệm một chút, thì khi mà đi các bệnh viện bạn nào thì sau đó rồi quay về viện ung bướu quân đội được bác sĩ Thái khám chẳng hạn. Ở trên page nhà mình đây thì chắc cũng có rất là nhiều người mà mình mổ cho đấy, nhưng không ít đâu. Thì biết là những cái gì mình nói ra là hoàn toàn là sự thật và cực kỳ là chân thành, chứ không chưa giờ bác sĩ mang lợi ích của mình ra để tư vấn cho người bệnh. Cái nang có vẻ đốt khó hơn hả? À, như vậy thì cũng chỉ khoảng độ 20 phút thôi. Cô cứ thả lỏng người ra, đừng gồng nhé. Thả lỏng người ra. Trong tất cả các cái cử động thì không được cử động nào gồng cả. Gồng là thì nó sẽ không những mỏi cái vị trí mà đang thực hiện kỹ thuật mà mỏi cả người luôn. Đấy, cô vẫn còn một cái nhân nhỏ nữa, thì bác sĩ nhà mình sẽ đốt nốt cho cô ấy. Đấy. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy cái đầu kim bác sĩ đang đưa vào ấy. Đó. Khó lắm ấy. Làm được không dễ đâu. Làm bác sĩ đã khó rồi, nhưng làm bác sĩ giỏi là khó lắm các bạn ạ. Không hề dễ thế nào, nhiều tố chất lắm. Trên đời này thì phải là người tốt mới trở thành bác sĩ giỏi được. Đấy, nó lại khó ở chỗ đấy. Có những người thì kiến thức, chuyên môn, trí nhớ thì rất là tốt, rất là thông minh, rất là sáng dạ, nhưng mà đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến những cái chuyện tiêu cực. Thế nên các bạn ấy sẽ bị hạn chế trong nghề nghiệp rất là nhiều. Còn là chưa làm thì đã nghĩ đến cái lợi ích của mình rồi. Nó rất là khó để trở thành những người thành công được. Anh không biết là cái chốt nào gai xương rồng à? Anh không biết là cái chốt ở đâu anh, bởi vì anh chỉ có đi cái chốt của
đường cao tốc lên Hà Nội thôi thì hôm nay là không còn chốt nữa. Cả chiều về các tỉnh cũng như chiều lên Hà Nội thì họ bỏ hết chốt rồi. Thế nên là gần như là hôm nay mình xét nghiệm PCR cũng hơi thừa. Về Hải Dương hôm nay thì họ cũng không đòi hỏi mình PCR nữa. Chỉ khai báo là mình đi qua chốt thôi. Bây giờ mọi người đi là cũng thuận lợi hơn rồi đấy. Đi lại là thuận lợi rồi. Chào bạn Đỗ Thu Trang nhé. Hôm nay đi đăng ký kết hôn có vui không em? Ui, sụt một phát này. Nhìn kim đâm vào. Có cô một chút nữa là xong rồi. Cô kiên nhẫn một chút. Cô mỏi người chủ yếu do cô gồng này chính thôi. Nếu mà vào viện Anh thì Hải Dương em đi qua chốt được, còn lên Hà Nội thì em cũng qua chốt được. Còn vào viện thì nó đơn giản lắm, vào viện không khó khăn như thế đâu. Lên có khi test nhanh cũng được. Bạn Đặng Ngọc à, em điều trị iốt 131 và hiện tại tái khám định kỳ ở Viện Y học Phong trào Ung bướu Quân đội. Tái khám vào ngày 5 tháng 7 vú phải virus 3 đến lịch khám. Nhưng chưa đi được, có khả năng bị cao vú không ạ? Ngọc có cái siêu âm là ông gửi cho anh qua Messenger. Ngọc ở đâu nhỉ? Em Hải Dương à? Hải Dương mai qua mang hồ sơ khám cũ qua anh xem cho cụ thể, anh sẽ tư vấn cho nhé. Đầu tiên là mình hay làm những cái việc thuận lợi trước, ví dụ gặp được bác sĩ ở những cái chỗ mà nó dễ dàng thì nên gặp đi. Việc gì nếu cứ phải đi đến cả 100 km mới gặp bác sĩ thì cho nó phiền phức ra, đúng không? Đúng rồi, bây giờ các bạn ạ, bây giờ thì bác sĩ nhà mình đã đốt xong cho cô ấy rồi. Cô đau không cô? Đấy, đây là cái vị trí đốt của bác sĩ này. Một cái vị trí kim khá là nhỏ. Mở ra phát, máu tí cũng được, không sao đâu. Đấy, đây cô. Cái vết kim nó rất là nhỏ và gần như là không thấy gì đâu. Đau không cô? Tức tức hơi sợ tí thôi đúng không? Ông bên kia không sợ tí nào luôn. Nó chuyện nhoe nhoe. Này, nhẹ nhàng hơn mổ nhiều. Sáng mai mình có làm nhá. Đấy, các bạn thì thấy là cô ấy hoàn toàn bình thường. Cái này thì nếu mà so phẫu thuật thì nó một cái ưu thế cực kỳ tốt, tốt hơn rất là nhiều. Nhưng đương nhiên để mà đốt được cái này thì nó chỉ định của nó, chứ không phải là bất kỳ bệnh nhân nào cũng lôi bệnh nhân ra đốt được. Khi mình phải kiểm soát được là bệnh nhân không có nguy cơ bị ung thư tuyến giáp thì lúc đấy mình mới chỉ định đốt, chứ còn nếu mà có nguy cơ thì tốt nhất là nên phẫu thuật chứ không nên đốt. Rồi thì bây giờ mình xin phép mình kết thúc cái livestream đây. Các bạn thì có gì mà cần hỏi bác sĩ cứ nhắn tin cho bác sĩ nhé. Và để cho biết được cái cụ thể những cái kỹ thuật phẫu thuật, kỹ thuật mổ như nào về bệnh ung bướu ấy, thì các bạn có thể vào kênh YouTube của bác sĩ. Các bạn có đánh chữ bác sĩ Nguyễn Văn Thái ở trên kênh YouTube là các bạn sẽ ra kênh của mình. Ở trên đấy mình đã để rất là nhiều kỹ thuật mổ ở đấy. Mổ các loại luôn. Quay trực tiếp. Thế nên là không có gì là gọi là giấu giếm hoặc không che đậy cả.
Đấy là các bạn có thấy là kể cả như là làm những kỹ thuật này thì bác sĩ cũng không có che đậy. Đấy. Tại sao mà làm được đấy? Bởi vì là thực ra là mình làm đúng, mình không cần thiết mình phải che đậy cái kỹ thuật. Rồi bây giờ mình xin phép là kết thúc cái livestream đây. Và các bạn sẽ chờ đợi để bác sĩ tiếp tục đốt những ca tiếp theo. Vâng, xin chào các bạn nhé.